Trại nuôi gà theo hướng công nghệ cao này được xây từ nguồn vốn vay của ngân hàng. Cũng nhờ vay ngân hàng hơn 3 tỷ đồng, gia đình chị Chuyên đã từng bước xây dựng được cơ ngơi của mình. Từ một chuồng gà nuôi quy mô nhỏ, giờ đã thành trang trại quy mô lớn theo phương thức vườn ao chuồng, vừa nuôi gà, vừa thả cá, vừa trồng ổi. Cũng may mắn là nhờ ngân hàng được cho cái nguồn vốn hỗ trợ, thì cũng gia đình cũng phát triển ra mua được đất cát để vừa nâng cao cái kinh tế của gia đình lên, thì cũng nhờ là phát triển ra được chuồng trại mình làm nó hiện đại hơn, thì mình nuôi nó cũng có hiệu quả hơn. Tại các xã đều có mô hình tổ vay vốn thông qua hội nông dân và hội phụ nữ. Hội có trách nhiệm thu thập thông tin và chuyển hồ sơ của các thành viên có nhu cầu vay vốn đến ngân hàng. Nhờ vậy, khách hàng tiết kiệm được thời gian đi lại làm thủ tục, rút ngắn thời gian vay. Sau khi mà nắm bắt được nhu cầu vay vốn của khách hàng, thông qua tổ vay vốn thì chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định khách hàng và nắm bắt nhu cầu của khách hàng theo căn cứ theo phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng, cũng như là tình hình tài chính của khách hàng thì đối chiếu theo quy định của ngân hàng thì chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định và hỗ trợ khách hàng có thể vay vốn được của ngân hàng một cách nhanh chóng nhất. Từ khi triển khai đến nay, tại huyện Thanh Hà đã có 117 tổ vay vốn với 356 tỷ đồng đã được giải ngân. Nhờ có tổ vay vốn với sự giám sát của các hội viên tại chính địa bàn cùng với cán bộ ngân hàng đã giúp cho đồng vốn đến được đúng địa chỉ, sử dụng đúng mục đích. Nhờ đó chất lượng tín dụng cũng được nâng cao.